Chiều ngày 12 tháng 4, Ban chỉ đạo Ban tổ chức Hội khỏe Phù Đồng tỉnh Hưng Yên lần thứ 11 năm 2024 đã tiến hành lễ dâng hương, xin lửa và rước đuốc truyền thống trước lễ khai mạc tại nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, các đại biểu thành kính dâng nén hương thơm tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo Hội khỏe Phù Đồng tỉnh thực hiện nghi thức xin lửa truyền thống và trao cho đội rước đuốc. Ngọn lửa thiêng sẽ được thắp sáng đài lửa tại sân vận động PVF huyện Văn Giang, nơi diễn ra lễ khai mạc vào ngày 14 tháng 4. Cảm xúc của em bây giờ rất là vui sướng khi là người được cầm ngọn đuốc để thắp lên là lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đồng năm nay. Chúng em sẽ thi đấu với tinh thần hết mình, trung thực, cao thượng để cống hiến cho khán giả những màn thi đấu hấp dẫn và xuất sắc nhất ạ.